cái này mà cái mũi nó đẹp nữa thì mũi nó trắng nữa thì cũng đẹp đấy, mắt rất là đẹp luôn, trắng tinh, năm cánh trắng loan hoàng, mũi màu nhưng mà rất là đẹp luôn. Có những cái mặt bông mà phải nói là một xíu lỗi thôi không thì cực kỳ đẹp. Tiếng két két nghe nó phê tai thật. Chào cả nhà, mời cả nhà ngắm những tác phẩm đã bung hoa Phú Thọ đây cả nhà. Mấy ngày hôm nay trời không có nắng nhưng mà cái Phú Thọ bật khá là đẹp cả nhà. Đấy, cái này là đón Tết được một tuần luôn, gần Tết đến ngày Tết luôn. Cái này bắt đầu bung rồi cả nhà. Còn đây là chậu hồng xước cả nhà. Đấy, trưng thế này nhưng mà khá là đẹp. Chào 43 anh chị đang xem live. Cả nhà ơi, chúng ta chuẩn bị Tết tới đâu rồi ạ? À? Anh em yêu lan đã chuẩn bị cho mình chậu lan tác phẩm hay là nụ hoa để trưng Tết chưa ạ? Hoa Lan Bình Phước thì đang tất bật gói. Đấy, chia sẻ cây để về cho anh em trưng. Có một số chậu thì nở luôn rồi cả nhà. Có một số chậu thì nở luôn đây. Một số chậu lên tác phẩm đây. Cái này thì phải sau mùng 4, mùng 5 mới nở. Em chào anh yêu Nguyễn Đình Luân. Lăng cho anh mượn cái điện thoại xíu nữa. Xem. Anh trai nay hoa bung cho anh trai. À, có được nhiều giò để ngắm Tết không anh? Bạch tuyết của anh trai ạ. Dạ, bạch tuyết nở thì còn gì bằng nữa. Phú Thọ đã rất là đẹp rồi. Đây anh trai em làm những cái chậu tác phẩm như thế này anh trai. Đó. Nhỏ thì làm nhỏ, lớn thì làm lớn. Nhiều lá thì thế này, còn ít lá thì làm thế này. Mỗi thứ một ít. Rồi những cái chậu nụ như thế này về trưng Tết cũng rất là tuyệt vời nhé cả nhà. Chào David Sơn. Đấy, những cái chậu nụ thế này về ngắt lá đi là nguyên một cái dãy nụ. Ví dụ như là chào Phao Hoàng. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ chúc Huy bài like của Huy với. Dạ, chào Quốc Khánh Võ, chào Vườn Lan Nguyễn Hùng. Dạ, chắc đợt buổi này thì cũng là buổi lở cỡ. Huy với anh em đang làm tác phẩm cũng là chia sẻ những cái chậu mà Phú Thọ nụ về cho anh em chơi Tết cả nhà thấy không? Đấy. Đấy, mình khi mà mình giật đi được những cái lá này đi rồi thì nụ rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn cả nhà. Mà về mình trưng lên, thực ra thì trưng lên như thế này, nếu mà hoa mà nếu như hoa mà đây cả nhà chờ Huy một chút. Nếu như hoa mà bung lên thì đẹp, mà không thì chúng ta chơi nụ cũng rất là đẹp. Bản thân Huy làm những tác phẩm cũng khá là nhiều và chia sẻ mang đi cho anh em Bắc Trung Nam về trưng Tết. Thì ngày 25 sẽ là cái ngày mà bên bưu điện họ sẽ nghỉ làm việc, nên là nhà vườn đang tất bật gói đi giao về cho anh em. Cả nhà thấy ông Huy vừa mới ngắt này. Chào anh Đặng Hữu Tài. Dạ vâng anh Đạt Định, chờ em xíu. Chào Mộc Đẹp. Chào anh Sang Nguyễn. Đây cả nhà vừa mới ngắt xong cái lá vàng là thấy này, quá trời nụ luôn. Đấy. Vâng, cả nhà ơi, cả nhà, ví dụ như cả nhà chúng ta mà cái chậu này là một thân tơ. Đây cả nhà, một thân tơ này, một thân tơ sắp thắt ngọn. Và một thân già. À, cả nhà chúng ta thích thì Huy chốt giao lưu với cả nhà chúng ta chậu này với giá là 999k nha cả nhà. Đấy, 999k. Chậu rất là đẹp nha cả nhà. Cái này về thay cái chậu một chút xíu. Chúng ta đừng có đập, đừng có cắt chậu ra và chúng ta lồng vào trong một cái chậu nhựa. Là chúng ta để trưng thôi, không cần phải uốn éo gì cả, nó mới rất là đẹp. Còn chậu tác phẩm thì em làm khá là nhiều nhé cả nhà. Đây, HO thì không kịp Tết rồi nhưng mà trưng lên cũng rất là đẹp. Rồi chậu một thân nữa cả nhà, có một gốc này. Đây là cái đoạn khúc trên ngọn Huy cắt, Huy để đây nhưng mà chắc chắn là bông nó sẽ bật thôi. Còn trên này nè cả nhà, búp này. Đấy, chậu này mà để trưng lên ở ngoài cửa cũng rất là đẹp đấy cả nhà. Đấy, Huy làm khá là nhiều những tác phẩm. Một số anh em đã chốt rồi.
Đây, tác phẩm này cũng thế cả nhà. Nếu như mà nhà chúng ta rộng thì lấy như tác phẩm như thế này. Vòng gốc rồi ki chi chít rồi bông này, búp này. Đấy, vì cây dài cho nên phải uốn rất là nhiều, uốn rất là dữ dằn luôn. Đấy, một số cây búp bên kia đấy cả nhà. Chào anh Đặng Khoa Đặng, chào Nguyễn Hiếu, chào An Ngọc, chào Trương Quý Ngọc, chào anh Hữu Bình, Chi An, Ngọc Minh Mạnh, chào Mai Thuận, chào Trần Quang Học. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giúp Huy bài like của Huy với, Huy cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tất nhiên Huy like buổi hôm nay thì cái buổi này nó hơi lờ cờ một xíu, vừa làm tác phẩm, rồi vừa check đơn, chia sẻ cho anh em xong. Đang rảnh thì lên like một chút xíu. Để biết đâu anh em nào thích cái chậu nào thì anh em chốt. Dạ vâng, em vẫn làm ở miền Nam và gửi ra miền Bắc anh ạ. Anh NT Tuấn. Dạ vâng, anh Đạt Đinh. Anh Đạt Đinh muốn chốt chậu nào ạ? Cảm ơn Quang Đạo. Anh Đạt Đinh mà chốt chậu này thì em để giao lưu với cả nhà chúng ta 1,5 củ này cả nhà. Và em bao ship nhá. Đấy, chậu này về chúng ta để này. Hoa khá là nhiều. Đấy. Nhưng cái búp này nó đã lên to rồi cả nhà. Và bung thì khá là đẹp. Còn khúc này là khúc ngọn bên trên, Huy cắt xuống tại nó dài quá, Huy ghép vào đây nhé cả nhà. Nhưng mà anh em ươm thì anh em biết rồi, để thế này nó cũng tự động nó phát triển và tự động nó lên hoa thôi. Đấy. Còn những chậu này này, sắp tới uốn làm tác phẩm rồi cả nhà. Em chào anh Nguyễn Văn Hiệp. À rồi, ngoài ra là cái hình dáng nào mình thích là mình sẽ làm. Cái này nữa cả nhà. Ba thân. Đấy, có ki này, ki chi chít này, búp này. Đấy, làm những cái tác phẩm như thế này. Cái này thì Huy lấy cây của anh em Sài Gòn. Đấy, lấy cây của anh em Sài Gòn mang về làm tác phẩm. Đây nữa cả nhà. Đấy, chả nói chung thì khi mà chúng ta trưng như thế này thì không cần có hoa nở thì nó lung linh. Mà nếu hoa nở chậm đi một chút xíu thì nó cũng đã rất là đẹp rồi. Dạ vẫn có những chậu là kịp nha anh Nguyễn Bá Nam. Anh chị em chúng ta thích chậu nào anh chị em chúng ta cứ nhắn tin vào cho Huy. Huy sẽ gửi đi cho cả nhà chúng ta, gửi hình ảnh và gửi báo giá cho cả nhà chúng ta. Đấy, tất nhiên là những chậu như thế này chúng ta chăm, chúng ta ngắm, chúng ta khai thác được mỡ ki để gì ạ? Để làm trồng qua năm làm hoa. Đấy, hay là nhân giống. Còn mầm gốc. Đấy. Còn mầm gốc thì chúng ta lại chăm, chúng ta qua năm chúng ta lại có một cái chậu mà đẹp. Dạ vâng, anh Phạm Nam Phạm, anh chốt chậu chậu này à? Anh Phạm Nam Phạm chốt chậu này à? Cảm ơn Trương Yến rất là nhiều. Chậu này 1,5 triệu em bao ship nhé cả nhà. 1,5 triệu em bao ship. Anh Phạm Nam, anh chốt chậu này thì em chốt cho anh trai ạ. Tất nhiên thì bản thân Huy thì Huy thấy là rất là nhiều anh chị em cứ so sánh giữa mặt hoa này với mặt hoa kia, với mặt hoa nọ. Nhưng riêng bản thân Huy thì Huy thấy cây lan nó chả giống với mặt bông nào cả. Hồ điệp nó không giống, mai cũng không giống, đào cũng không giống. Nên là chúng ta thoải mái mà chúng ta chơi. Và con người chúng ta thì có xu hướng là thêm chứ chả bao giờ bớt. Vâng, và cái Tết nếu như mà nó lung linh hơn, có nhiều màu sắc hơn thì nó sẽ đẹp hơn phải không ạ? Đây, anh chị em thích chậu nhỏ thì Huy chia sẻ một chậu nhỏ với anh chị nhá. Anh Đạt Đinh. Đây, cái chậu này Huy đang chia cho cả nhà chúng ta là 1 triệu này. Búp rất là nhiều nha cả nhà. Đấy, anh chị em chúng ta chốt. Thích anh chị em chúng ta chốt. Còn chậu này thì Huy chia sẻ với cả nhà chúng ta 500k này. Đấy, chậu 2 thân 500k. Huy gửi về cho cả nhà chúng ta chăm. Rồi ngắm Tết. Đấy, nụ thì khá là to rồi cả nhà thấy không ạ? Nụ khá là to rồi. Đấy, anh Đạt Đinh nhắn tin cho em cái tin nhắn với. Rồi em sẽ gửi hình cho anh những cái chậu mà phù hợp với cái mong muốn của anh trai. Đi qua bên này mời cả nhà đi qua bên này ngắm một chút xíu về. Lăng ơi. Người ta cho em bao cơ hội. Đấy, hình như là sáu mắt Thái Bình nha cả nhà. Sáu mắt Thái Bình nở khá là đẹp. Đây nữa cả nhà.
nở rất là rộ luôn, rất là thơm luôn cả nhà. Nếu mà có nắng chúng ta nhìn cái bông nó lung linh lắm. Tại quay và không có nắng nên là chúng ta ngắm chúng ta thấy là nó có vẻ ấy, nhưng mà nếu mà có nắng lên nhìn nó rất là rực rỡ nhé cả nhà. Đây nữa cả nhà này. Đó. Ui, đâu đây. Rồi cái món này cũng rất là đẹp này, nở bung mà bông rất là đẹp nhé cả nhà. Rất là đẹp luôn. Trái Nguyễn Văn Ba Điếc, trái Nguyễn Biên, trái Nguyễn Đức Sơn, anh Tuấn Lê. Xin chào Huỳnh Tuyết. Dạ, đây cả nhà thấy không ạ? Một số chậu như thế này thì nở rồi mà nó rất là thơm. Đấy, căn cái này mà Huy căn cũng bị lệch ngày đấy chứ. Chứ mặt bông này đẹp cả nhà, tuy là mũi màu nhưng mà nói chung là cái khuôn bông rất là đẹp, khuôn bông bầu đẹp lắm. Đấy, và nhìn rất là đẹp nha, rất là rực rỡ nha cả nhà. Nếu như mà chúng ta làm được hết tất cả các thân này mà ấy thì đẹp. Rồi chậu Hồng Mỹ Nhân này Huy chốt cho một người anh Hải Phòng này. Chậu tác phẩm Phú Thọ này cũng thế, cả nhà thấy không? Có tem và gắn hai cái lại này. Một vài ngày nữa sẽ gói lên và gửi về cho khách. Dạ vâng, anh Trần Quốc Minh em có anh ạ. À, quan trọng là chúng ta lựa chọn cái chậu như thế nào thôi ạ. Anh Trần Quốc Minh nhắn tin cho em gửi hình cho anh trai. Đấy, nay thì những kia như thế này thì nhà vườn sẽ ngưng lại và để làm hoa phục vụ anh chị em. Đây này, cả nhà thấy không? Kỳ rất là đẹp nhá. Đấy, rồi bông như thế này này, bông cũng khá là nhiều, khá là đẹp này. Đấy, nhưng mà những bông như thế này thì dần dần nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rụng bớt một phần để cho cái bông nó đỡ hơn. Chứ để mà bông mà nhiều như thế này là sẽ không có được đạt. Dạ, bông cái chậu này cả nhà chúng ta thích, Huy giao lưu với cả nhà chúng ta 1,5 triệu nha cả nhà. Đấy, về trưng, về chỉ cần treo như thế thôi là trưng thôi. Đấy, khai thác kỳ búp, đấy, búp như thế này này. Rồi có bên này là lượng búp rất là nhiều. Cả nhà thấy không ạ? Khá là đẹp. Chào em Khắc Thoại, chào Hùng Minh, chào Hậu Hoàng, chào Hồ Khải Hưng Thịnh, chào chung cư Hoàng Anh. Đấy, chậu này cũng thế, chậu này thì chắc chắn phải sau Tết rồi. Huy trồng lên và cho vào chậu lớn. Đấy, cái này chúng ta trưng chắc phải qua rằm, gần rằm mới nở quá. Còn những chậu như thế này nữa cả nhà. Khá là nhiều chậu. Đấy, chậu này 5 thân cũng khá là đẹp này. Đấy, chậu này 1 thân cũng khá là đẹp này. Anh em chúng ta thích chậu này thì Huy giao lưu cả nhà chúng ta 999k này cả nhà. Đấy, nụ này. Cái này thì Huy đã uốn rồi. Về chúng ta chỉ đặt cái này là trưng thôi. Đấy, khá là đẹp. Chậu này cũng khá đẹp này. Chậu này thì 1,2 triệu này. Chậu này cũng đẹp. Đấy, những cái nụ như thế này nó sẽ rụng dần cả nhà. Có một số nụ nó sẽ rụng. Mỗi chậu thì có một cái kiểu dáng khác nhau. Đấy. Và mình tùy thuộc vào cái thân, các cái thân của cây và chúng ta uốn lên những cái dáng. Đấy. Để trưng cho nó đẹp. Và đặc biệt là nếu có cả ki và có cả mầm gốc, rồi bông sai sai mà bông to thì rất là ok luôn. Chậu này mới kinh điển này. Chậu này cực kỳ kinh điển này cả nhà. 3 thân. Đấy cả nhà thấy không? Nụ rất là nhiều, nụ to từ trên xuống dưới luôn, xuống tới sát gốc luôn. Chào anh Toàn Lê Thành ạ. Huy chào anh Nguyễn Văn Tạo và cả nhà thấy không ạ? Xuống tới đây cơ mà. Đó, chậu này mới đẹp này. Cái này thì gói gửi đi nó sẽ hơi cực. Chậu này cũng khá này. Rồi có những cái chậu mà thân nó nhiều quá, nó dài quá, chả biết uốn thế nào, uốn đại. À, đây là cái tác phẩm mà như thế. Nhưng mà Huy tin chắc là khi mà nở lên thì sẽ rất là đẹp. Bởi vì là búp nhiều. Và đây là lứa này sẽ nở đầu này. Chậu 3 thân à anh? Anh Diều Hâu, chậu 3 thân là chậu nào nhỉ? Chậu này à anh? Chậu này cả nhà chúng ta thích, Huy chốt giao lưu với cả nhà chúng ta 4 triệu nhá cả nhà. Dạ, 4 triệu. Đấy. Còn chậu này cả nhà chúng ta thích thì Huy chốt cho cả nhà chúng ta 1,5 triệu này cả nhà. Tùy mỗi chậu lớn nhỏ và chúng ta có những cái cái mức giá khác nhau. Và tất nhiên là khi uốn thì cũng rất là mất công này, rất là công phu để mà uốn được lên những chậu như thế này. Xin chào xe máy Huỳnh Tuấn,
Huy chào anh Hoàng Thuận, chào anh Ninh Văn Lam, anh trai khỏe, các anh chị khỏe không ạ? Gần Tết rồi anh em ai cũng tất bật, và bản thân như Huy cũng vậy thôi. Đấy, anh em cứ xoẹt xoẹt suốt ngày, gói hàng quên cả ngủ trưa. Và tối hôm qua thì phải tới 2 giờ sáng bắt đầu mới mang được những cái chậu Phú Thọ nụ để mang về đây để chia sẻ lại cho anh chị em. Cảm ơn thì Diều Hâu rất là nhiều. Đấy, như chậu thế này cũng thế. Nói vậy chưa đến lúc nở nó sẽ rất là đẹp nữa cả nhà. Nở sẽ rất là đẹp. Còn những khoang này thì chúng ta có thể, khi mà chúng ta mang về nhà thì chúng ta có thể là mong má thêm một chút xíu gì đó. Đấy, để họa tiết tô điểm cho cái chậu nó sẽ sặc sỡ hơn. Mời cả nhà chúng ta ngắm hồng chân thành nhé cả nhà. Đây là mặt bông hồng chân thành. Mấy ngày hôm nay thì không có nắng, nhưng mặt bông này khá là đẹp. Hồng chân thành. Đấy, hôm qua tới giờ cả nhà thấy không? Hai ngày hôm nay là lên quá trời tác phẩm luôn. Chứ mà ngày Cao Tùng Huy live stream là không còn nữa. Đấy, hôm nay lên được đâu đó khoảng chục tác phẩm nữa. Và dần dần thì đã gửi về cho anh chị em. Anh chị em chúng ta chơi. Có những tác phẩm thì như tác phẩm này thì chắc chắn để lại qua Tết này. Yeah, để lại qua Tết. Phú Thọ. Đấy, khi mà lên hoa thì cực kỳ đẹp. Nói chung thì cái cây lan mà lên hoa là cực kỳ đẹp luôn. Xin chào Thanh Doanh. Dạ vâng, có anh Nguyễn Quang Biên, em có. Em có những cái chậu mà để ra Bắc luôn. Dạ, ví dụ như cái này là em đưa ra Bắc này, ra Hải Phòng này. Một cái chậu Hồng Mỹ Nhân và một cái chậu Phú Thọ tác phẩm. Đấy, gần 10 thân. Cả nhà thấy không? Đấy, ở dưới này tất nhiên là không có nhiều bông, không có sai bông nhưng được cái nụ rất là to. Dạ, chậu dưới hai củ. Dạ, chậu dưới hai củ thì em sẽ tư vấn cho anh, cho Diều Hâu cái này. Tư vấn cho Diều Hâu cái chậu này. Để Huy xem thử cái cậu chậu nào đẹp. Không biết là Diều Hâu thích một thân hay là hai thân. Đấy, chậu này khá là đẹp này Diều Hâu này. Chậu này khá là đẹp này. Đấy, Diều Hâu thích thì Huy để cho Diều Hâu cái chậu này với giá 1,5 triệu nhá. Đấy, búp này. Dạ, Bảo Duy anh trai nay cũng khá là đẹp anh ạ. Để lát em qua bên kia em quay cho anh trai xem. Còn không thì chậu này Huy để cho Diều Hâu 1,2 triệu để trên bàn. Bàn nhỏ nhỏ thì để cái chậu này. Hai thân khá là đẹp. Nụ rất là sai. Mình xoay đường nào cũng được. Nếu như là khúc này mà nụ hơi nhỏ này. Đấy. Thì chúng ta giờ chúng ta hướng về như này ra ngoài. Đấy, mai mốt nở thì cái bông nó sẽ che hết. Cái bông nó sẽ che hết nhiều. Nó đã choán đi. Và nó che luôn cả cái viền đen này. Coi lại ngọn hoa. Cái này hả? Đây. Đây. Nụ nhiều nhá. Nụ nhiều. Nụ qua bên này nữa này. Đấy. Còn cái này thì là cái mình để cho bên trong, trụ bên trong thôi. Còn đi ngọn. Đấy. Ki này. Mai mốt mà ngắm hoa xong, trưng Tết xong thì chúng ta khai thác những ki này trồng ra chỗ mới. Rồi khai thác cái mầm gốc này. Có mầm gốc bên này nữa. Đấy. Cái này thì hy vọng kịp. Đấy, nụ khá là to. Mà không thì tầm khoảng độ mồng 2. Nhưng mà trưng tác phẩm như thế này lên là đã đủ đẹp rồi. Ở trên cái bàn thì đã đủ đẹp rồi. Đấy, không thì lấy cái này. Cái này cũng đẹp. Cái này cũng khá là đẹp. Cái này phải không? Cái này phải không Hiền Hậu? Cái này thì có chỗ này nó bị uốn cho nó bị gãy. Nhưng mà để chúng ta để thế này nó tự nó khô nhá. Đây cái này này. Cái này khá là đẹp này. Rất là đơn giản và đẹp. Vài bữa nữa chúng ta ngắt bớt những cái lá này đi để cho còn hoa không. Có luôn anh Trương Đình, em có chậu hé nở luôn ạ. Đấy, chậu này khá là đẹp này. Đấy, về mà trưng lên thì để hướng này. Hoặc là hướng này. Chậu này đẹp đấy Hiền Hậu. Đủ kiểu, đủ màu sắc. Ngay cả chậu này cũng đẹp này. Hai thân uốn vào nhau. Ừ, chỗ này sẽ bị gãy chút xíu. Nhưng mà dần dần nó khô rồi này. Nó khô rồi chả sao đâu. Nếu mà kỹ hơn một chút xíu thì về chúng ta lấy cái giấy màu xanh, chúng ta dán lại đây một chút xíu là được. À, nếu mà mua biếu
Thì lấy chậu này. Chậu này cũng đẹp, hai thân cũng khá là đẹp. Chậu này cũng khá là đẹp này. Một thân này. Đấy, chậu này thì để cho hiền hậu giống như anh chị em chúng ta 999k. Đấy, chậu này cũng khá là đẹp này. Đấy, vậy chứ mà khi mà trưng lên nhìn cái này đẹp lắm đấy. Đấy, chậu này thì nụ rất là sai luôn và dần dần nó sẽ rụng bớt nha cả nhà. Một thân thôi nhưng mà có đầy đủ. Đấy, đặc biệt là lứa ki dưới này nè. Mai mốt nó xanh nó tốt lên cũng đẹp. Hay là chậu này, cái thế chậu này của mấy thân của chậu này cũng đẹp. Đấy, có cả rễ nữa nè. Ki nè. À, Hiền Hậu muốn lấy cái nào? Lấy cái này hả Hiền Hậu? Cái này hay cái này? Cái 999 hay là cái 1,5 củ? Đây, cái 1,5 đây. Đấy. Đẹp à? Này cũng đẹp nè. Chân như thế này cũng đẹp nè. Rồi cái 999 nè. Thì cái 999 thì để cái dáng này thôi. Chỉ để cái dáng này thôi. Đấy. Mình thích thì mình vuốt nó đứng lên một chút xíu nữa cho nó. Vuốt thẳng lên cho nó đứng xíu là cũng ok. Đấy, để uốn được những tác phẩm này cũng khá là công phu cả nhà. Cũng mất khá là nhiều thời gian. Nhưng mà khi mà đam mê rồi mà đắm chìm vào rồi thì phải nói là Huy làm xong, Huy ăn không ăn trưa xong là không kịp nghỉ luôn, ra làm tiếp. Đấy. Hiền Hậu thích chậu nào thì Hiền Hậu chốt chậu đó ha. Ok, tương đình. Chậu này cũng đẹp này, nếu mà để bàn nhỏ nhỏ chậu này cũng đẹp này. Có mầm gốc và có thân thân không có ấy. Cái phần trên này thì mình cắt đi. Ba thân hoa. À, mình phải có kích hoa chiều buồn cô đơn nhớ em ạ. À, bên vườn Huy thì phải kích. Nói chung là làm hoa thì mùa này thì mình phải kích hết. Đấy. Và kích mà lên được hoa như thế này là quá đẹp này. Chậu 1,2 khá là đẹp. Chậu 1,2 khá là đẹp. À, chậu sắp bung này. Sắp bung thì Huy có mấy chậu bé bé thôi. Mà không thì Hiền Hậu lấy chậu này. Chậu này trưng lên cũng rất là đẹp này Hiền Hậu. Chậu này trưng lên cũng cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Đấy, cả nhà thấy không? À, nó xung xuê, nó khá là đẹp. Và Hiền Hậu thích thì Huy để cho Hiền Hậu chậu này 1,2 luôn. À, diều hâu chứ. Đấy, diều hâu thích thì Huy để cho Huy diều hâu 1,2 luôn. Đây, nụ khá là nhiều. Cái này thì chúng ta ngắm được khá là lâu. Mà hơn nữa là chiếc chậu này qua năm sẽ khá là nái. Đấy, dưới góc rất là sạch sẽ, có rễ nữa này. Đang đi ngọn. Kỳ và có hoa nhỏ. Bên này hoa búp này. Đấy, chậu này khá là đẹp. Hình như chậu này mà, chậu này là cái chậu mà đăng trên trên page thì là 1,399. Đấy, còn diều hâu thích hoặc anh em thích thì Huy chốt trên bài like cho cả nhà chúng ta 1,2 triệu. Chậu này khá là đẹp. Rồi, sắp bung. Chậu sắp bung. Để Huy xem thử nào, có cái nào đẹp đẹp sắp bung nào. Đây cả nhà. Cái này sắp bung, cái này bung là bung dịp Tết luôn này cả nhà. Đấy. Bung dịp Tết này. Cái này thì cả nhà chúng ta thích thì Huy chốt cho cả nhà chúng ta 888k. Đấy, Huy có thêm một cái chậu 5 cánh trắng Minh Anh. Cái Minh Anh là cái nào? Cái này phải không Lê Lăng? Em ghi chưa? À đúng rồi. Cảm ơn Linh Đan. Đấy, cái này là đúng dịp Tết luôn nhé cả nhà. Còn Huy có cái chậu 5 cánh trắng Minh Anh nữa cả nhà này. Đấy. 5 cánh trắng Minh Anh thì búp nụ nó trắng tinh luôn. Đấy, chậu 5 cánh trắng Minh Anh thì cả nhà chúng ta thích thì Huy để cho cả nhà chúng ta 799k. Dạ. Yeah.
799k nha cả nhà. 5 cánh trắng Minh Anh. Búp này thì nở luôn ngay luôn giờ trong dịp Tết. Và chậu mà nở trong dịp Tết thì không còn nhiều. Có 4-5 chậu à. Dạ anh Lê Mạnh Hải có anh ạ. À. Em có một con một vài chậu nở dịp Tết thôi. Đấy, chậu đang bung đây cả nhà, sắp bung đây. Đấy, đang sắp phải bung vừa hé đây, vừa hé trưa nay đây. Cái này thì đấy, cái những cái búp như thế này thì còn khoảng 3 ngày nữa là bung, 4 ngày nữa là bung. Cái này là ngày mai này. Đấy, chúng ta chơi là cái này chơi được đến Tết luôn này. Đó. Cả nhà thấy không? Rất là thơm, rất là rực rỡ luôn. Còn trên nữa chậu này, chậu Văn Hoàng này cả nhà. Mắt đẹp lắm. Dạ, cảm ơn cả nhà đã chia sẻ bài like của Huy. Hy vọng rằng cả nhà chúng ta chia sẻ giúp Huy bài like của Huy với. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây, anh em đang tất bật gói hàng cả nhà. Đấy, gói từ trên kia đưa lên trên kia xong rồi ở đây thì không có chỗ để. Gói liên tục luôn. Chậu này thì Huy đang tính làm lên tác phẩm nữa. Những chậu mới bông nó nở sớm rồi. Đấy. À, diều hâu, nếu mà diều hâu thích thì diều hâu chốt cái này này. Cái này đẹp này. Cái này về trưng rất là đẹp này. À, xin chào anh Minh Nghĩa. Xin chào Sao Biển Nguyễn. Loay quay từ vườn là từ sáng tới chiều tới tối. Và làm tới 1-2 giờ khuya. Đấy, chậu này thì nụ ít ít, lá thì rất là nhiều. Tại cây này khỏe. Đấy, làm nhìn một cái chùm xung xuê luôn. Nhưng mà khi nở lên sẽ đẹp nha cả nhà. Đấy, khi nở lên sẽ rất là đẹp. Cái này vậy cho mà lên khi nở lên cực kỳ đẹp luôn. Cả nhà chúng ta thích chậu này, Huy để cho cả nhà chúng ta 1,2 triệu luôn. Chậu chuẩn bị nở bao nhiêu tiền? Chậu này phải không anh? Anh muốn hỏi chậu này đúng không? Chậu này anh thích, em để cho anh một củ. Anh Lê Mạnh Hải. Dạ. Chậu chuẩn bị nở và đang nở như thế này. Thì em để cho anh một củ. Chậu này 5 thân. 4 thân nhỏ và 1 thân to. Đấy, lá vàng này chúng ta ngắt đi. Cái này vẫn kịp ship đến cho anh chị em chúng ta. Hả? Chậu này hả? Ok, Huy chốt cho anh Tương Đình. Dạ. Huy chốt cho anh Tương Đình chậu này nhá. Đấy, chốt giao lưu với cả nhà. Huy chốt cho anh trai chậu này để em lăng em chụp hình rồi em gửi cho anh trai. Đấy, chậu khá là đẹp nhé cả nhà. Nhắn cho anh cái chụp cái ra cho anh cái này. Quay lại mới chậu vừa đi. Dạ vâng, em sẽ giới thiệu nhé cả nhà. Đây là chậu Phú Thọ tác phẩm này cả nhà, chúng ta về mấy cái lá thì chúng ta ngắt dần đi. Đấy, nụ này. Nụ cả nhà, em quay phía sau lưng thì cả nhà chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đấy, nụ khá là nhiều. Và chúng ta để như thế này luôn. Để như thế này chúng ta trưng luôn. Đấy, nụ này. Lá ngắt. Mấy cái lá vàng thì chúng ta ngắt đi. Đấy, dần dần thì nó sẽ lộ ra những cái nụ. Và dần dần những cái lá này nó sẽ rụng bớt đi. Đấy, chậu này cả nhà chúng ta thích, Huy chốt cả nhà chúng ta 999k này. Đấy. Chậu này cả nhà chúng ta thích, Huy cũng chốt cho cả nhà chúng ta 1999k này. Đấy. Chậu này cũng khá là đẹp. Để có thế nào thì để thế này mới đẹp này. Hoặc để thế này này. Để thế này đi. Khá là đẹp. Chậu này thì 1,2 củ này. Đó. 5 cánh trắng, đây là trái tim thắc mơ này. Ở trong đó là một vài cái giống mà Huy làm biếng ghé vô xem. Đấy, đây là chậu HO này cũng khá là đẹp này. Huy uốn tác phẩm như thế này lên khá là đẹp.
HO này cả nhà chúng ta thích, huy chốt cho cả nhà chúng ta 2,2 triệu. Dạ, 2,2 triệu. Một số chậu, chậu này thì 1,5 triệu này cả nhà. Đấy. Búp khá là nhiều. Về trưng mà để, ví dụ như cả nhà chúng ta để trên một chiếc bàn như thế là tầm, vừa tầm với lại tầm mắt với lại anh chị em mà đến chúc Tết, đến ngắm Tết thì nhìn cái búp, cái nụ không thôi là đã đủ sướng rồi. Cái này thì Huy chả uống, cần uống cái gì đâu ạ. Đấy. Còn những chậu này thì uống theo lẽ tự nhiên của em đó thôi. Nhưng mà được cái thì búp với nụ cũng khá là nhiều. Đấy cả nhà thấy không? Đó. Cứ uốn thêm một số chậu. Và vẫn với nguyên tắc là để lại vườn chơi một vài tác phẩm. Đây nữa cả nhà, tác phẩm này cũng rất là đẹp này. Đấy. Nhìn vậy nhưng mà nụ khá là nhiều nhá. Nó sẽ to lên từng ngày, nụ bên này cũng nhiều này. Hồng Yên Thủy đã nở mất tiêu rồi. Cứ tưởng nó Tết nhưng ai ngờ nó nở rồi. Chán thật đấy. Chưa gì đã nở mất tiêu. Nhanh quá. Đấy, rồi chậu này thì đẹp này. Chậu này thì rất là đẹp này cả nhà. Chậu này những cái dáng cái thế, cái chậu này cũng rất là sướng này. Đó. Chậu này cũng thế. Chậu này thì Huy làm theo cảm hứng cúp vàng thế giới. Này kia này cả nhà. Búp này cả nhà. Búp ở dưới lên cho tới trên đỉnh luôn. Đó. Ngoài ra thì còn có thân mầm gốc bên trong nữa. Đấy, rất là nhanh để mà chúng ta làm cái chậu tác phẩm trong năm sau. Chơi năm nay và trồng chăm tới năm sau luôn cũng được. Đấy. Khá là nhiều. Khá là nhiều. Chậu này thì đẹp này. Chậu này về mà trưng thì rất là đẹp luôn. Búp nó như thế cơ mà. Cái chậu này cũng đẹp nữa cả nhà. Mầm gốc rồi kia rất là nhiều luôn. Đấy. Vâng, anh Hoàng Hiệp Nguyễn, Nguyễn Hoàng Hiệp. Yeah. Ngoài ra thì cả nhà chúng ta ví dụ như là tầm 5-700, cả nhà chúng ta cứ inbox cho Huy. À, Huy cũng sẽ có những cái chậu mà đẹp, nhỏ, đẹp. Để cho cả nhà chúng ta về, chúng ta để bàn, chúng ta chơi Tết. Đây là cái lô này khá là đẹp này. Huy quay hồi nãy cả nhà. Cái lô này cũng thế này. Cái lá nó tự vàng, nó rụng nhé cả nhà. Và búp nó sẽ lớn dần lên. Đấy, búp nó lớn dần lên, như chậu ba thân này cũng đẹp này. Đấy. Chậu ba thân này đẹp này. Anh chị em chúng ta thích chậu ba thân này, Huy chốt cho cả nhà chúng ta 888k. Đấy, ba thân. Chậu hai thân này cũng đẹp này, nụ rất là sai này. Đấy, nụ rất là sai luôn. Cái này rủ hoặc là mình gỡ cái lá ra là sẽ hiện nụ rất là nhiều. Còn nhiêu đây nữa thôi cả nhà. Và với cái độ tương tác như Hoa Lan Bình Phước thì nhiêu đây thì tối nay thì chắc chắn là đăng lên rồi live stream là nhiều anh em sẽ chốt gần hết à. Dạ. Nên không có nhiều giống, không có nhiều cái chậu tác phẩm để cho cả nhà chúng ta sưu tầm nữa. Nên là anh chị em chúng ta ấy, nhanh tay ấy, chọn cho mình một cái chậu tác phẩm về chúng ta chơi, chúng ta ngắm hoa ấy, và chúng ta chăm qua năm, lại biết đâu qua năm lại làm ra một tác phẩm đẹp. Và đến ngày làm hoa, ví dụ tháng 10, tháng 11 thì lúc đó thì liên hệ cho Huy, gọi cho Huy, nhắn tin cho Huy. Ấy là anh chị em mới. Còn mà những anh chị em đã chơi rồi, đã có kinh nghiệm rồi thì vấn đề làm hoa làm kỳ nó không khó. Dạ, nó không khó. Quan trọng là mình chăm cây thì đến lúc cái cây nó có vấn đề, mình giải quyết cái vấn đề đó như thế nào thôi. Dạ. Đấy. Đẹp lắm cả nhà. Chậu này đẹp, chậu này mà có nắng rực rỡ thì đẹp. Cái màu tím nó lan ra tới cánh luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp nhé cả nhà. Vâng. Rất là đẹp. Thôi cả nhà ơi, Huy lên giao lưu với cả nhà chúng ta một chút xíu. Đấy, bây giờ Huy lại làm tác phẩm nữa. Dạ, Huy lại làm tác phẩm nữa và chúc cả nhà chúng ta buổi tối vui vẻ. Những ngày gần Tết được nhiều sức khỏe, bình an. Dạ.
Bye bye cả nhà nhá.